Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Ferosi. Xe được trang bị bộ chuyển động Shimano 105 và toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên bản, nguyên zin. Bộ khung là carbon. Thấy trên hình full carbon. Dòng xe Java thương hiệu Ý, model Ferosi, một cái model xe mà được rất nhiều các bác ưa chuộng trong cái phân khúc giá dưới 20 triệu. Xe rất là đẹp. Các bác nhìn các thiết kế khung với những cái đường cắt kim cương rất là đẹp và các carbon trần phủ bóng Java. Và bộ dây là chạy hết âm sườn rồi. Cốt yên carbon nguyên zin theo xe, yên DK. Sử dụng full bộ rút chuyển động. Bộ rút chuyển động Shimano 105. Đây là bộ 5008 với 11 tầng lít và 2 tầng đĩa. Đùi đạp trục rỗng nguyên bản DK này. Như các bác có chơi xe và tìm hiểu về xe đạp thì cũng biết cái dòng Java thì cái phụ tùng theo xe của nó sẽ là DK, loại phụ tùng sản xuất riêng cho dòng xe đạp Java. Vành nhôm cao bảng như bi vòng túi lỗ. Sử dụng cùng phanh 3 mảnh của Shimano Tiagra. Phanh lắc Shimano 105, 5008. Càng carbon theo xe này. Bánh 700C. Tôi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm. Khóa yên với tâm cổ phốt 48 cm. Thì cái xe nó có size tương đối là nhỏ, size 43, phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m54, 1m55 đến 1m64, 1m65 thì phù hợp. Khoảng 11 tầng lip và 2 tầng đĩa, 22 góc độ khác nhau. Chiếc xe được bán cho em mức giá chỉ có là 17.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.